đăng ký tài khoản dành cho giáo viên. Chào bạn, video này sẽ hướng dẫn bạn đăng ký dễ dàng trên web eduline.net. Bạn hãy đăng ký tài khoản theo hướng dẫn sau. Đầu tiên, truy cập vào trang eduline theo đường dẫn eduline.net. Sau đó chọn nút đăng ký ngay ở phía trên cùng bên phải. Chọn loại tài khoản đăng ký cho giáo viên. Nhập thông tin bao gồm tên, email, mật khẩu tài khoản và xác nhận lại mật khẩu. Cuối cùng chọn nút đăng ký để hoàn thành thao tác. Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ tự động đăng nhập. Bây giờ, bạn đã có thể trải nghiệm Eduline với hàng ngàn nội dung, bài giảng giáo dục và khóa học vô cùng hấp dẫn. Hãy bắt đầu tìm nội dung phù hợp với bạn nhé! Chúc bạn thao tác thành công! Eduline.